Một bộ loa karaoke có mức giá bao nhiêu? 980k. Báo cáo bác là nó sẽ không làm các bác thất vọng đâu. Nó đầy đủ hết các chế độ ăn chơi luôn ạ. Phải nói luôn là các nút ăn chơi nó không thiếu một cái gì luôn cho bác. Không thiếu một cái gì cho bác luôn, các cổng ăn chơi. Tất cả núm volume vàng, mic vàng hết. 980k, sau đây em Tuấn sẽ test âm thanh, chất lượng âm thanh. Con này cắm thẻ nhớ USB rồi là cắm trực tiếp từ điện thoại, tivi, máy tính, laptop vào được hết. Đấy. Sau đây em Tuấn sẽ test về cái chất âm cho bác nhé. 980k. Con này hát karaoke bao phê luôn. Mà test không được. Rồi nè. Lì, à lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con đường em về bán chưa? Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17. Tóc em vừa chấm ngang vai. Con đường em về mưa bay. Ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ các bác thấy không, chất âm nó rất dày, nó thiết kế với hai con loa này, hai con tép thật sự. Lộc cứ ngỡ hát cảm giác như thở vào, nó bắt rất là tốt luôn bạn. Đấy, karaoke nó phải bắt tốt như vậy để các bác hát nó mới dễ. Con đường em về mới bay, ngọc lan quê rộng trong vườn, tiếng dương cầm đâu lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Hát vò các bác nhé, sau đây Tuấn tết nhạc cho bác nghe luôn. Chơi thế chứ không chơi nhạc. Rồi, em cất mic nha. Test nhạc cho bác xem nào. Chơi nhạc gì cho bác được. Em bây giờ chỉ muốn chọn cái nhạc nào nó không bản quyền cho bác ạ. Chứ bây giờ mà nó cứ nhạc bản quyền là em xin luôn đấy. Cái nhạc không bản quyền đấy bác. Các bác kết nối Bluetooth không dây cũng được, hoặc là có dây nhé. Có thể dùng Bluetooth không dây được. To nhỏ trực tiếp đây được, hoặc là to nhỏ trực tiếp trên điện thoại. Cho nhạc Bộ Lan này trao em niềm chăm sóc sức khỏe cha mẹ, tìm cơ hội nhận dây chuyền vàng cực hấp dẫn. Thank you.
Nghe như vậy là ok bác nhé. Này, bắt không dây này. Dây thôi bác nhé. Mic em thử cho bác rồi đúng không? Đây, mic này. Lì, cuộc sống này lắm bon chen. Nói chung là mic ấm lắm ạ. Ngon bổ rẻ. À, 980k. 980k, con này. Báo cáo bác là đây. Con này thì về phía sau thì bác nhìn thấy rồi. Phía sau đây. Em nó có hết cổng này. À, cổng này là các cắm AUX, có nghĩa là cắm điện thoại, máy tính, laptop, có dây vào đây. Có dây là như thế nào? Cắm luôn cho bác nhìn thì bác biết này. Đây, ví dụ như là muốn cắm điện thoại hoặc là máy tính, TV, laptop thì mình sẽ dùng cái dây này này. Đây là dây jack cắm 3.5. Chưa? Mình cắm nó vào đây. Đấy, cắm vào đây bác nhé. Đấy. Cái đầu còn lại này này, mình sẽ cắm vào TV, điện thoại, máy tính, laptop. Cái đầu này. Được chưa? Là mình cắm vào điện thoại, máy tính, TV, laptop. Đấy gọi là jack cắm USB đấy. À, còn bên cạnh này là cổng USB. Bên cạnh này là thẻ nhớ thì bác có thể nghe các loại nhạc thì bác có vào USB hoặc có vào thẻ nhớ bác cắm vào đây. Còn đây là cổng sạc Type-C. Còn đây là công tắc bật tắt nguồn cho cái tổng đây, đây tắt này. Đấy, tắt luôn. Bật lên này. Đấy. Đấy. Và ngoài ra thì tất cả những cái thông số ở trên này. Mọi nhìn nhé. Tất cả những thông số ở trên này nó rất là nhiều nút, có nghĩa là nó, con này nó rất nhiều chế độ để cho bác thoải mái cách chỉnh ăn chơi đủ các chế độ echo, fix rồi là revert rồi chế độ nhạc pop, phát rồi là vocal rồi rec. À, có cả chế độ này. Các bác hát karaoke có cả chế độ ghi này, rec. Cái chế độ ghi này là các bác cắm USB về phía sau, bác chỉ cần nút này là các bác hát karaoke nó ghi thẳng vào USB luôn. Bác nào muốn thu âm đây. Cắm USB vào phía sau, ấn chế độ này là khi các bác nghe nhạc hát karaoke nó sẽ thu vào luôn, ghi âm. Nói chung là nhiều chế độ lắm, riêng con này thì phải nói luôn là các bác thoải mái chế độ ăn chơi nhé. Riêng con này thoải mái chế độ không thiếu cái gì luôn ạ. Rồi em Tuấn hẹn các bác clip sau đi nhé. Mức giá là 980.000. Chào các bác.